Cột sống của con người là một tập hợp gồm 33 đến 34 đốt sống, được xếp chồng lên nhau và kết nối với nhau bởi một hệ thống dây chằng và hệ thống cơ. Giữa các thân đốt sống là đĩa đệm, dính chắc vào thân đốt sống và được giữ chắc hơn bởi một hệ thống dây chằng và hệ thống cơ bắp giữ vững vàng các đốt sống và đĩa đệm với nhau. Đĩa đệm là một cấu trúc sụn đặc biệt ở khớp cột sống. Mỗi đĩa đệm gồm có hai phần, phần mềm bên trong gọi là nhân nhầy và một vòng sơ bao bọc bên ngoài cứng rắn hơn. Đĩa đệm bị thoát vị là hậu quả của bệnh lý thoái hóa cột sống, mà đầu tiên là do sụn khớp hư tổn, bào mòn, mất nước qua thời gian, cùng với đó là xương dưới sụn bị biến đổi cấu trúc, hình dạng xuất hiện các tổn thương vi thể và các khớp xương rỗng, đặc xen kẽ, thậm chí hình thành gai xương. Chính vì thế, để phòng ngừa và khắc phục tình trạng này, cần bổ sung hoạt chất nuôi dưỡng sụn khớp, khắc phục những hư tổn của sụn khớp, cụ thể là glucosamine, acid hyaluronic, choydrotin sulfat và collagen type 2. Đau nhức viêm các khớp như khớp vai, khuỷu, cổ và bàn tay, khớp háng, gối, cổ chân và bàn chân, khớp lưng, đốt sống cổ hay đau toàn thân, thoái hóa khớp đã có thực phẩm chức năng Bizike với 8 thành phần quan trọng như glucosamine, hyaluronic acid, collagen type 2, tularin sulfat, MSM, Boswellia extract, bột dê gừng và nhóm bổ sung vitamin D, calcium, magnesium, muối khoáng vi lượng tạo ra một sản phẩm giúp tăng cường sức khỏe cho khớp, làm tăng dịch khớp, tăng tính vận động linh hoạt của khớp. Thực phẩm chức năng Bizike, sản phẩm cho mọi nhà. Bizike giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.